Chào cả nhà anh. Chào cả nhà. Bác Tư Vi xin chào cả nhà. Rất vui cả nhà đến video theo của mình. Hôm nay mời cả nhà cùng xem xếp ra kèo solo giữa hai vợ chồng mình quyết chiến luôn cả nhà. Hôm nay mình sẽ ra kèo là vợ mình đánh một bi nha. Vợ mình bi vàng, mình bi trắng. Bi trắng mình 100 điểm, vợ mình bi vàng đánh 30 điểm. Mình chơi kèo cả nhà. Hôm nay là 12 giờ trưa này. Mà tới 12 giờ trưa ngày mai cái clip mình đó nha, tổng lại cái nhà hiểu gì mình nha, tổng lại 12 giờ trưa ngày mai mà được 500 like trở lên, 500 like nha, 500 like trở lên là mình sẽ trả kèo nha. Người thua sẽ cổng người thắng vòng bạn bia này 10 vòng về thêm một kèo nữa nha, được 10k view, 10k được xem trở lên nữa là mình cổng thêm 10 vòng nữa là 20 vòng, là 6 giờ chiều ngày 6 giờ chiều 12 giờ trưa tổng đó nha, rồi tới 6 giờ tối là điểm được. Như vậy cả nhà là mình sẽ trả kèo cho cả nhà, 6 giờ sẽ có kèo cho cả nhà, làm chơi hai kèo luôn cả nhà. 10k view trở lên là cổng 10 vòng, 500 like trở lên cổng 10 vòng nữa là người thua cổng người thắng cả nhà. Rồi bây giờ là mình nói gì cả nhà, cả nhà hiểu gì mình. Rồi bây giờ hay chồng mình thi và ông bà của chú anh chị em mình xem luôn. Tay không đụng băng luôn. Đụng tay thì thấy bây giờ nó đây cho tao đây bán. Đó, hai kèo đó và tới 20 vòng đó, cũng bạn bây giờ 20 vòng chơi lớn luôn cả nhà. Chơi có cái động lực gì đó động cho cái người chơi chơi hết mình cái này. Các nhà xem. Bây giờ mình đi thắng cái nhà mình thì bằng. Mình 100 điểm. Giờ mình 30 điểm, một bi vàng cái nhà, chỉ một bi thôi, không có chấp ba bi nữa. Một. Bây giờ cái không hợp đó. Dạ dư luôn. Mình một điểm đầu tiên. Cả nhà, ông bà của chú anh chị em thấy clip hay chồng mình hay, nhớ cho hay chồng mình xin một lượt đăng ký kênh cả nhà, nhận được những thông báo mới nhất của kênh mình. Một lượt like, một lượt chia sẻ rằng mình có động lực ra nhiều giải đấu hay, nhiều setup hay hơn nữa cho cả nhà xem. Chơi kèo cả nhà, mình có nói lúc ban đầu rồi đó. Đúng 12 giờ trưa. Trong vòng giáp 24 tiếng mình sẽ được 500 like trở lên là mình sẽ trả kèo cho cả nhà. 500 like trở lên là 10 vòng. 10k view trở lên nữa là 10 vòng nữa là 20 vòng. 6 giờ tối hàng ngày sẽ trả kèo. Quay clip lại cho cả nhà xem. Hứa uy tín cả nhà. Lòn cả nhà. Vợ mình một bi vàng cả nhà, 30 điểm. Mình bi trắng 100 điểm, kèo solo cả nhà. Bây giờ làng quê chủ yếu những mình đem lại những clip giải trí buổi trưa cho cả nhà giải trí thôi cả nhà. Kèo này nặng lắm cả nhà, khiến mà nó được mục tiêu vậy là cổng tới 20 vòng á, mình gắng cố gắng quá hết sức cả nhà. Một. Hai. Ba. Mình 3 nữa là 4. Thôi giờ mình 4 nha nha. Giờ mình chưa có điểm. Quán này là vô kèo này cả nhà, solo mình không có chỉ cả nhà, chứ phải xong tô không đánh bộ mình chỉ. Mà nay nói mất bàn cả nhà. Mà nay tự bưu vào. Một.
Hoài Loan luôn. 1 nữa 5. Mời ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip uống trà đá với hai chồng mình luôn cả nhà. Uống trà đường ngoài giờ bữa nay mình uống, mời cả nhà trà đá nha. Sao có đường dưới này không có gần, không quánh đi quánh đường xa. Rồi mình đủ trăm điểm, vợ mình có điểm không cả nhà? Có một thời gian thì con 1 đi trắng rồi sấy nha. Trời ơi, bây giờ lấy cái vàng qua như rồi. 1 lên 6. Rồi dư luôn. Dở quá. Một. Hey. Ba. Bốn. Rồi ngồi đi tắt. 4 điểm. Năm. Sáu. Có trúng nha nha. Bảy. Không thấy, không thấy trúng. Trúng nhất xíu à. Giờ không thấy trúng. Nó lắc nhẹ cái à. 7 điểm. 7 đá luôn cả nhà ơi. Quá vậy. Xích xe mới trúng rồi. 7 nữa mình 13. Chúng được. 2. Rồi lòn luôn, tích thiệt, tích thiệt. Xấu quá. Chúng mình gùa đâu mà. 2 điểm rồi đi.
cũng lọt quá. Dở thì lọt gì không? Để vô gà quánh không trúng nữa, để chỗ nào quánh trúng nữa nha. Thật là vãi lòng. Đèn ơi. Có điều gì không cái vậy? Mưa luôn. 1, 2, 3. 30 cái này mưa rồi. Một. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi dưới luôn nha. 10 nè, 23. 1. 1. Rồi. 1 nữa 24. 1 nữa 25.
Chúc ông bà cô chú anh chị em buổi trưa xem clip vui vẻ bên gia đình và người thân, ngày mới làm ăn phát tài phát lộc và có thật nhiều sức khỏe. Trời mưa cả nhà, trời ở ngoài đang mưa lớn cả nhà, nên có tiếng rè rè cả nhà cũng thông cảm nha. Chủ yếu mình tạo âm thanh ánh sáng tốt nhất cho nhà xem thôi, có gì thắc mắc cả nhà hết thông cảm qua cho mình. Trời ơi, quánh sở tướng lại đứng tướng ngay rồi. Quánh gì vậy? Dạ, xem chán lắm. Một với 26 mình cứ nói ban đầu cả nhà, kẹo hôm nay chơi kẹo cả nhà, đúng 12 giờ trưa ngày mai trong vòng 24 tiếng clip ra mình đã kiểm tra cả nhà, được 500 được like trở lên mình sẽ trả kèo cho cái này nè, 10 vòng. Rồi kèo thứ hai nữa là 10 kèo trở lên nữa là cộng 10 vòng là 20 vòng đó nha. Bà con chú anh chị em ủng hộ và bấm thả tim, thả like cho mình với chia sẻ video mình đi nha. Làm cho anh em cho vợ chồng mình có động lực để trả kèo cho cả nhà. Cảm ơn bà con chú anh chị em rất là nhiều. Một hai ba xíu cả nhà ơi, ba điểm cho mình nữa, 29 giật về mà giật ngang luôn nha, giật về thì cứu đứt luôn, giật về giật cứ đi chạy qua lại.
1 cái 30. Trời ơi, mình bữa nay mưa quá, mưa quá vậy. Mưa bão thì mưa từ sáng giờ luôn. Mới cẩn thận mình làm clip bây giờ mới quay được mấy điểm chứ mưa ầm ầm tới luôn nha. Một hai ba năm năm nữa 35. Hey. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sáu điểm. Sáu nữa, 41. Một. Hai.
Hay. Ba. Rồi tụt luôn. Ba nữa, 44. 44 chín như này. Dạ mình cũng một đi về. Ba mình điểm mình đi chắc 100 điểm. Chạy ra ngoài. Từ gì để quánh cái pizza nó còn yếu luôn nha. Tôi quánh ra giật về mà nó giật qua lại luôn. Tiến bộ. Rồi đi luôn. Mà không vô cho đỏ mà ra nó xuống bánh chi mà như vậy điện xin nhà chơi ngày dọn đi mau lên chơi nha. Một rồi còn có 45 nhà chia sẻ clip mà hay chồng như vậy cho nhiều mất xem nhiều đề xuất hơn nha, về view cũng quá như vậy. Cảm ơn ông bà của chú trên rất nhiều. Hôm qua anh em có hỏi sao mình không quánh nhiều điểm, bữa nay mình làm một mình 100 điểm, giờ 30 điểm, có dài hơn chút. Còn 52 cái này. Trời quá mưa cả nhà, quá mưa. Quá lớn. Ồ quấn mấy cái này hay dữ vậy. Nó khó hay quá cả nhà. Còn một like cả nhà. Cả nhà chia sẻ bữa video này đi. Được.
500 like trở lên, 10 sao view trở lên thì mình sẽ trả, người thua sẽ trả 2 triệu nha, tổng 20 vòng mà bây giờ. Dư rồi, thua ai thua càng này mà đủ 500 like trở lên với 10 cao view trở lên là tổng, người tổng khá là đủ nha, càng này nặng. Vậy FP vô mới ra được. Móc đi nữa sao hay ba. Bốn năm sáu sáu nữa 54 hơn nửa đường nghe nha, một hai ba bốn bốn mươi 58 yếu ở nhà tiếp về đi ghế nó không gọi
đúng rồi, cấp B mà. 1 có 59. Con cái cho ba chảy luôn vậy, bây giờ được cho ba hả? Trời ơi, cái gì mà trúng đổ trúng luôn cả nhà. Chị mới ghê. Phải điện nữa rồi. Có gì gom luôn nha, nó gồ. Đây. Nhẹ thôi, chứ bây giờ nó mạnh giờ đói rồi đó nha. Do cái bị chạy mất tiêu rồi, khó luôn rồi. Phát lóc không nha. 2 đó là 19. Rồi luôn. Một gầm gầm mấy cái rồi mình chảy luôn cái nhai. Không mình hổ cũng sợ. 59 mình còn 41 nữa nha. Dậy xuống đó nha. Ô đừng đừng. 1. Mở cái này. Ê. Ghê thiệt. Ba. Hãy subscribe.
Trời ơi, tới dậu nha, 46 ngày về tới dậu rồi. 3 nữa 62. Thiếu luôn cả nhà. Ồ. Thiếu luôn. Để vô gà mất khí trong rồi kìa. Vô gà khí thì cổng 20 vòng. Gà khóc hoài nha, mình để vô gà khỉ, để gà khỉ nè, và mình muốn hộp luôn. Đó, để lại đó. Rồi con chúng như này mới hay nè. Hey. Trời ơi. 2 nữa 64. 64 còn 36. Còn 36 còn 10. Nhà giờ theo ai cả nhà? Kèo này chơi theo tính theo được like với lượt xem cả nhà, trả kèo cả nhà. Tán gì không sao ra cũng trúng được. Cũng không nhắm giờ cả nhà, thục vô vô không có nhầy. Không giờ giảm thấy nữa. Gì chưa nói. Nhắm không thục, không chịu nhắm nè thì cổng 20 vòng. 1 2 3 4 đừng có lòn nghe nha. 5 6 rồi chết luôn rồi. 6 nó 70. Gì đó mới để thua sao cái nhà. Để bia thua sao. Thôi thôi à, thôi à. Chúng mấy đường này đâu. Lấy bữa nay mình đem muối theo nha, mình gan gũa hết rồi. Kèo này chơi
người thua cổng người thắng cả nhà, mà chơi theo lượt like với lượt xem cái này, 10 cao view trở lên 10 vòng, 500 like trở lên 10 vòng nữa là 20. Trong vòng clip mình ra trong đúng 24 tiếng là mình kiểm tra nha. Trả kèo đúng 6 giờ tối hàng ngày mình sẽ trả kèo clip lại cho nhà xem. Một kèo này mình đang chắc rồi, có gì đâu, còn có 10 điểm đâu mà còn không. Được rồi, chắc chưa, chắc chắc còn 30, còn 10 ai sợ. 1 nó 71 còn 29. Rồi ơi, có đường gần dưới đó không, bánh nhà bánh đường xa trên đây gì mới chịu đó, đúng luôn, vô hấp luôn kìa. Rồi mệt cái này luôn, bánh tái gặm vô cũng chạy mất tiêu cái nhà. Hai sợ này mới có nhẹ nữa trời, không biết, không biết có tình thương hay gì. Ba rồi sao nữa, trời chặt luôn, quá dở, ẩu quá ẩu ẩu thịt. Ba nó là 13 23 chứ gì vậy trời. Trời ơi, bánh xa té vô đó luôn, thua luôn rồi, bánh ngay trái lại sao bánh chọn đứng người bánh vô đó sao chúng. Một thằng vô gì đó sợ hơn chút quá gì đó mấy chút, có bị muốn bị nước làm hai luôn vậy. Đập đá nữa cái này, hai tụi nó ra dầu gà đúng mới hay chứ. Để mình khuyến khích cho vài điểm gạt đi chứ, mình ăn mấy mốt chạy kèo thôi nè, giữ mối. Gì không được quá xa trời. Bấm nhẹ lại. Tán vô không rồi thôi. Hai nữa là 25. Tán vô đã bay không nha. Một 25 còn 5, nguy hiểm rồi cả nhà, vào xiết à. Tu kèo này nặng lắm cả nhà. 60 kg lên hả? Hai. Ba. Bốn. Ghê sợ. Năm. Rồi, dày rồi. Hàng đậu nha, dày. 5 nó 76, còn 24. Dạ bác sĩ luôn. Nhanh nào. Hết mưa nữa cả nhà, hết tiếng ồn nữa nha. Clip này mà có tiếng gè gè trên là mưa cả nhà, cả nhà hết sức thông cảm mình nha. Mình có vô có 4 1. Không có băng hụt nữa rồi. Trời quá mưa cả nhà. Cố gắng có gì nó tiếng hơi gè trên tiết cả nhà, hết sức thông cảm bỏ qua cho mình. 1 còn 4. Hãy subscribe.
sao mấy ổng không biết đường. Trời ơi, thua luôn rồi. Đừng có dò gà nhé. Lên, ngoài. Đúng rồi. Bên mình còn 24 vậy. Bên vợ mình còn 4. Kèo này căng ngay nha. Kéo luôn. 5 năm đó cả nhà. Trời ơi, chúng nó thua luôn rồi. Xong. Đó đang. Trận điểm cuối mình không chỉ nha, chỉ thua. Một đó 27. Chưa chỉnh được tay nhẹ lên, quánh gì mà đùng đùng. Đi đâu ạ? À? Một. Đi mình hả? Vẫn mua đi, tại vì mua máy không à. Cái ào đấy, cái người cái ào là vậy. Biết nào mới tại, phải sáng tới giờ rất nhiều. Trời ơi, dở như vậy. Một nữa 77 hay quốc. Còn 23, còn 3. Ừ, sát vô, đổi luôn. Ngoài bị cuối gầy gầy với nhà này mình theo điểm với nhà chứ quánh mặt một mà mình cũng đủ thua cái nhà. Đại đạn một hai cái đây đừng. Mình cho thua kèo này mình. Thôi, không có trúng mấy đường đó đâu. Lỡ trúng thì sao? Lỡ trúng thì tính điểm. Trúng thôi, đường nào được, để người ta khó lắm, có trúng lắm. Cái thằng có nghĩ gì mà xa dữ vậy. Để đạn rồi. Một, có trúng rồi cả nhà. Và chính xác cả nhà. Hai. Trời ơi, bây giờ này vậy. 2 nữa 79. Ông thần tài. Không có đường quánh luôn á. Rồi, lần luôn, lần luôn. Hay quá chứ. Lại cũng được rồi. Một. Đúng thằng ô, sao mà quánh kỳ ta. Trời mưa quánh kỳ vậy. Một là 80, còn 20. Ờ, quánh gì đi, họ có ăn rồi đó. Dư không à, sao giờ. Quánh gì đi. Cứu okay, em cái nhà ơi. Dạ, cơ 20, tặng cái nhà whip vô luôn cái nhà. Cứu em cái nhà ơi. Cứu vợ quá cái nhà ơi. Một. Hai. Ngày bị sẽ bị để cơ 20 đủ luôn cái nhà. Thận đúng không? Thận không? Hai. Ba. Bốn. Rồi đó cả nhà ơi, rồi đó. Năm. Sáu.
7. Tám. Rồi vô tám. Tám điểm. Tám còn 12 nha. Trời ơi, chúng liếm đủ luôn rồi. 8 nữa, 88, 2 chồng. Còn 12 cái nhạy, còn 12, còn 3. Bạc còn nhớ lại cái nhạy. Trời ơi. Rồi đó. Thầy tới cho em kịp. Cái 3 thì mình thua cái nha. Không có thì mình buông ra cái này mình đủ luôn. Rồi. Một nữa là 28. Đúng rồi đó thôi. Rồi đúng rồi đó. Đẹp đẹp. Đẹp. Móc. Cái gì vậy trời? Một nữa 89. Quấn con trái mà. Quấn con trái mà bà. Dạ. Mày điểm cuối rồi cả nhà. Điểm cuối rồi, tự thử đi. Chứ mình thua kèo quá sao cả nhà. Trời ơi, trời ông à. Ông gà không? Ông chỉ mình thua luôn rồi nha. Phá sổ phải không? Ba mình chỉ thua luôn rồi. Ừ, còn một chưa sao? Còn một. Thôi đó anh chị. Gùa, gùa. Có lọn nghe. Lọn, lọn, lọn. Ôi ô. Gì nữa à, không có trúng nữa nha. Còn một cái nhạy, quá căng thẳng rồi cả nhà. Mình còn 11. Rồi à, khỉ đó. Kèo này. Rồi à, có khỉ không à, cái gì chị nội. Còn nữa đó. Trời ơi. Trời ơi. Ừ. Đi. Giờ sao chú quá chú chạy đi. Một quá không được đó nha. Bên kia đối thủ. Bên đối thủ còn một. Tiếp phê luôn rồi. Thôi đừng có giò gà, nằm nghỉ đi. Đúng rồi. Gì vậy trời? Quánh giúp phê gì nha. Thế bây giờ quánh nó phê cái gì nhà, phê cốc rồi vậy? Phê con cốc. Một. Đủ cái này luôn cả nhà đi. Đủ lập lên lịch sử luôn cả nhà. Đủ đi, no luôn, chị đây no luôn đó. Chơi hù cả nhà, no gì? Ăn cơm no cái gì? Không biết, thì đó, vậy đó. Hai. Ba. Rồi xong, ra vô gạt cái này xong rồi cái nhảy. Ba. Mình còn một siêu ghi một luôn nha. Ba điểm. Bốn. Cái đó chạy đâu. Còn băng bên đây còn. Giờ cái đường chạy đạn đó nha, đo băng học chạy đạn. Chiến thực. Dễ gì không? Lần rồi. Trời ơi. 4 nữa, 93. Còn 7. Còn 7, 1 cái nhà quá hấp dẫn rồi. Kèo này căng não nữa rồi.
Rồi ai thua cộng bàn pizza theo lượt xem với lượt like ở nhà nha. Tổng cộng hai kèo là 20 vòng. Cũng ngược nữa là trời ơi. Hôm qua mình like TikTok nha. Cộng mình thua mình cộng giờ cái bá dài mình nó đi hở khớp luôn, quá trời nhất luôn. Rồi. Xong rồi đó. Xong kèo. Một. Ôi. Chúng này đủ tiền đó nha. Hai. Ba. Xong tiền. Bốn. Chẳng lẽ là đây là lịch sử thật. Năm. Không tin đây là lịch sử thật. Đừng nói ngay à. Thôi. Ôi vô. Sắc cu đê của nhà. Sáu. Còn điểm của nhà phá sổ. Đây là sự thật. Đây nè. Sự thật. Thắng ở nhà đủ tiền cả nhà. Thôi bắt tay chúc nhiều sức khỏe. Đang chờ cả nhà trong vòng 24 tiếng clip hay chồng mình ra cả nhà. Rồi mình chơi kèo mình có nói lúc đầu rồi. Kèo này ai thua sẽ chờ trong vòng 24 tiếng đúng 12 giờ trưa ngày mai. Clip mình đạt được 500 view cả nhà. Cái gì vậy? Để giới thiệu cả nhà ơi. Cho cả nhà thua giờ tính trốn kèo cái gì? 500 view cả nhà, 500 khoảng 500 lượt like là đúng 12 giờ trưa. 500 làm thì mình trả kèo 10 vòng. Còn 10 cái view trở lên thì sẽ 10 vòng nữa là 20 vòng cả nhà, đúng 12 giờ trưa. Rồi thiển được như vậy, đúng 6 giờ chiều hàng ngày. 6 giờ chiều trở lại cả nhà là mình sẽ quay clip người thua tổng vòng bạn, quay clip lên cho cả nhà xem. Rồi bây giờ tới bây giờ này mình chấp giờ mình 70 điểm. Giờ đánh 30 điểm còn một cái nha, mình đổ đủ 100 mình đã giành chiến thắng. Rồi giờ chờ cái nhà kết quả cái nhà để cho mình được like với được view thôi. Bây giờ cho hai chồng mình kết thúc clip tại đây. Cảm ơn bà cô chú anh chị em vào 12 giờ trưa ngày mai. Bye bye cả nhà em ơi. Bye bye.